Kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Ngày giỗ của ba tôi của tác giả Khánh Lưu. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Ba con vẫn còn mất tích mà. Đó là cái lý của mẹ mỗi khi chị em tôi tính chuyện lập bàn thờ cho ba. Mẹ vẫn hy vọng một ngày nào đó ba sẽ đột ngột quay về. Lần cuối cùng ba về là Tết năm Quý Mão, nhưng chỉ ở nhà được mỗi ngày mùng 1 là ba phải về đơn vị vì tình hình chiến sự ngày đó nóng lắm. Sau Tết, tin từ các mặt trận ngày một xấu. Tây Nguyên thất thủ, Quảng Trị đánh lớn rồi thất thủ, quân Việt Nam Cộng Hòa rút về Huế rồi co cụm tại Đà Nẵng. Tiếp đến là tin mất Tam Kỳ, Nha Trang, cuối cùng là trận cầm cự đẫm máu Xuân Lộc, rồi miền Nam thất thủ hoàn toàn. Từng ấy ngày diễn ra chiến sự, mẹ tôi đứng ngồi không yên, không đêm nào bà trọn giấc, cứ thấp thỏm lo cho ba tôi giữa làn tên mũi đạn. Tin Sài Gòn giải phóng qua radio, mẹ tôi thở phào. Vậy là hòa bình rồi, hết đánh nhau rồi, ba con sẽ sớm trở về thôi. Bà hy vọng sẽ một đêm có tiếng gõ cửa, đánh thức để bà được ôm ba tôi khi ông đột ngột xuất hiện. Rồi tiếng gõ cửa, đợi chờ cũng đến. Đêm đó nghe tiếng gõ, mẹ bật dậy sung sướng, ba con về rồi. Bà ào ra mở cửa, bà và hai chị em tôi sững người, không phải ba, mà là ba người cách mạng. Một người mặc đồ dân sự, hai người còn lại mặc đồ bà ba mang súng. Mẹ tôi mời họ ngồi, người cán bộ dân sự từ tốn. Tôi đến hỏi tin tức anh nhà, đã hơn một tháng mà vẫn chưa thấy anh ấy lên trình diện chính quyền cách mạng. Lúc đầu mẹ tôi nghe sợ, nhưng nghe người cán bộ nói mẹ cũng an lòng, bà đáp. Tôi cũng mong anh ấy về hoặc tin tức về anh ấy, nhưng đến nay vẫn chưa thấy. Khi nào anh về tôi sẽ bảo ảnh nhanh lên trình diện. Gia đình cũng mong các anh giúp đỡ, nếu có tin tức gì về chồng tôi, xin vui lòng báo cho gia đình tôi biết. Họ ra đi, để lại niềm hy vọng cho mẹ tôi, hết tính bằng ngày, chuyển qua bằng tháng, rồi tính bằng năm. Ba tôi vẫn biền biệt. Những ngày sau đó là những ngày khốn khổ, gia đình tôi là gia đình ngụy quân, mẹ tôi xoay sở đủ thứ để lo cho ba miệng ăn. Của cải rồi vật dụng trong nhà, từ dây chuyền hoa tai, sau đến là quạt máy, bàn là, cái gì bán được là mẹ cũng bán hết để lo cho cuộc sống khốn khổ ba miệng ăn. Chị em tôi đi học lại, nhưng 3 năm sau, chị lớn phải ở nhà cùng mẹ bươn chải, bán bánh, bán xôi ở bến xe để có tiền lo cho cái ăn cái mặc và để nuôi tôi đi học. Khổ quá, dù cật lực cũng không đủ ăn, chị tôi xin đi công nhân đường sắt. Mẹ tôi thương con rớm nước mắt nhưng không còn đường nào khác. Tôi cũng muốn nghỉ học để đi kiếm việc làm, nhưng mẹ nhất quyết không cho. Mẹ buồn buồn, chị con nghỉ học giữa chừng mẹ đau lòng lắm rồi. Con mà nghỉ nữa, ba về mẹ biết ăn nói với ba sao đây? Mẹ tôi vẫn hy vọng, khắp trại cải tạo từ Nam ra Bắc, ai bà biết có người thân cải tạo cũng nhờ hỏi tin tức về ba tôi. Bà vẫn đợi chờ, không có tin trong nước, bà mong tin từ nước ngoài. Biết đâu ba tôi đã được định cư ở một quốc gia nào đó. Tốt nghiệp cấp 3, tôi định nộp đơn thi vào đại học, nhưng đơn của tôi đã bị gạt khi chưa kịp đến vòng gửi xe vì lời nhận xét trong lý lịch. Cha là đại úy, sĩ quan ác ôn ngụy. Tôi chán nản không thiết gì với tương lai, giờ chỉ lo tìm việc gì kiếm được tiền giúp mẹ. Nghe ý định mở quán sửa xe đạp, mẹ tôi ủng hộ liền. Bà chắc bóp đồng tiền kiếm được và vay mượn thêm mua cho tôi bộ đồ nghề. Nhà tôi mặt phố nên tôi làm quán sửa xe ngay tại nhà. Từ sửa xe đạp, tôi mày mò tìm hiểu rồi sửa được xe máy Honda. Tuy không khá mấy nhưng cũng có được đồng tiền giúp mẹ.
Năm năm sau, chị tôi lấy chồng xa, mẹ tôi cũng yếu dần vì gánh xôi trên vai mẹ. Một hôm mẹ về bảo tôi: "Con ơi, mẹ nghe người ngoài bến xe, họ nói là từ nay thi đại học, họ bỏ xét lý lịch rồi, hay là con nộp đơn thi thử đi." Tôi cười buồn: "Năm năm rồi mẹ ơi, chữ thầy trả cho thầy hết, có còn nhớ chi đâu mà thi hả mẹ?" Mẹ vẫn động viên: "Con từng là học sinh giỏi nhất trường mà, con thử ôn lại đi, hay là đi học thêm. Mẹ dành dụm được ít tiền nè, chắc cũng đủ cho con đi học." Tôi tìm hiểu và đúng như mẹ nói. Trong công cuộc mở cửa, nhà nước đã bắt đầu mở trói, bớt phân biệt thái độ chính trị, trước hết là cho thành phần con em gia đình dính líu đến chế độ cũ được học đại học. Tôi bỏ ra 3 tháng ôn luyện kiến thức cơ bản, vốn gần như quên sạch. Sau đó bằng đồng tiền tích góp ít ỏi, tôi lùng mua các cuốn sách luyện thi đại học. Tiền mẹ cho, tôi xin ghi tên học mấy khóa luyện thi đại học cấp tốc. Đúng vậy, lần này làm lý lịch, phần chứng nhận của phường chỉ ghi lý lịch khai đúng như hồ sơ tại địa phương. Thế là tôi nộp hồ sơ thi vào đại học kinh tế. Tôi đậu đại học, mẹ tôi mừng phát khóc khi tôi đọc điểm thi trên giấy báo khá cao để khoe mẹ. Tôi vào trường đại học trong điều kiện cực kỳ khốn khó. Chị tôi không đủ sức lo cho gia đình chị thì làm sao có thể giúp tôi. Đôi vai mẹ cũng không còn sức nuôi tôi trên gánh xôi đi về của mẹ. Tôi chống chọi với miếng ăn nơi thành phố đã khó, huống gì việc học. May mà trong cái khó ló cái khôn, trường đại học kinh tế có một khoảng đất hẹp, cỏ mọc giáp đường. Tôi lên ban giám hiệu trình bày hoàn cảnh, xin được đặt tạm cái liều chỗ đó để làm quán sửa xe. Thông cảm hoàn cảnh của tôi, nhà trường đồng ý, vậy là tôi đã có cần câu cơm. Một buổi đi học, một buổi tôi thay bộ đồ, làm anh thợ sửa xe bên cái quán tên Toàn với cái tên rất gợi. Quán sửa xe sinh viên. Tôi sửa chủ yếu xe đạp cho sinh viên, giá cũng rất sinh viên, vì ai cũng nghèo mà. Qua gần 4 năm, tôi bám trụ cần câu cơm để học và để mơ về tương lai của mình. Có lẽ ở trường tôi là sinh viên nổi tiếng với 3 cái nhất: sinh viên già nhất, sinh viên nghèo nhất và sinh viên giỏi nhất khóa. Giữa học kỳ 1 năm cuối, trường có buổi hội thảo về thị trường châu Âu, diễn giả là một tiến sĩ người Thụy Sĩ, Dr. Mulihus. Sinh viên tham dự phần lớn do tính hiếu kỳ, vì ngày đó khái niệm kinh tế thị trường còn lạ lẫm lắm. Có lẽ trừ tôi ra, từ khi đọc được cuốn Economics An Introductory Analysis của nhà kinh tế học người Mỹ Bon Samuelson, tôi hiểu rằng kiến thức kinh tế học được ở nhà trường chỉ là hạt cát. Nhiều khi những điều học từ giáo trình xem ra rất phản quy luật. Do vậy, được tham gia dự thính buổi hội thảo với tôi là cơ hội quý giá nhất để hiểu biết thêm về nền kinh tế châu Âu tư bản. Tôi chăm chú nghe ngài Hus giới thiệu về kinh tế châu Âu trong giai đoạn tiền hợp nhất thành EU và tương lai sắp tới mà cứ há hốc mồm. Tôi không cần nghe qua phiên dịch, thậm chí người phiên dịch trong nhiều ngữ cảnh dịch rất tệ. Tiếng Anh với tôi cũng không khó khăn gì, vì từ hồi 5 tuổi, ba tôi đã gửi tôi vào trường của Hội Việt Mỹ. Nên sau 7 năm, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ thứ hai của tôi rồi. Thời gian gần đây, tôi thích tìm đọc các sách báo bằng tiếng Anh và nghe đài nước ngoài, nên vốn liếng tiếng Anh của tôi ngày càng được nâng cao. Sau bài giới thiệu về nền kinh tế châu Âu, ngài Hus khuyến khích sinh viên đặt câu hỏi để ông trao đổi trả lời. Chỉ một vài sinh viên đứng lên dè dặt đặt câu hỏi mà kiến thức chủ yếu không vượt qua được những gì tiếp thu tại giảng đường. Vẻ thất vọng thoáng hiện trên khuôn mặt ngài Hus. Đợi không còn ai hỏi nữa, tôi đứng dậy đặt câu hỏi bằng tiếng Anh. Mắt ông sáng lên đầy thú vị, vì chỉ có tôi là sinh viên trao đổi trực tiếp bằng tiếng Anh với ông. Diễn đàn trở nên hấp dẫn vì cuộc trao đổi và tranh luận bằng tiếng Anh chỉ có tôi và ngài Hus.
Sinh viên chủ yếu ngồi nghe, chứ phần lớn không hiểu hết chúng tôi tranh luận về đề tài, nội dung gì, chỉ biết rằng họ rất ngưỡng mộ. Mỗi khi tôi đối đáp bằng tiếng Anh và được ngài Hus gật đầu kèm với nụ cười. Buổi chiều, khi tôi còn loay hoay trong bộ đồ dính đầy dầu mỡ để sửa xe, thì bỗng nghe tiếng gọi. Hai! Tôi ngẩng lên, thì ngài Hus tay cầm máy ảnh vừa nháy tôi một bô. Tôi đứng dậy chào, đưa tay bắt, nhưng sực nhớ ra tay mình đang nhem nhuốc. Định rụt về, thì ngài đã bắt tay tôi lắc mạnh với nụ cười thân thiện. No problem, you're good. Tôi lấy chiếc ghế đòn, phủi bụi mời ông ngồi. Ông đưa máy ảnh chụp gara tôi thêm vài kiểu nữa rồi ngồi xuống ghế. Cứ tưởng sau buổi hội thảo, khi sáng ông đã đi rồi, ông bảo đoàn ông còn buổi chiều làm việc với nhà trường về việc tài trợ học bổng tương lai. Người phụ trách đoàn ông đang làm việc với ban giám hiệu. Ông tranh thủ dạo chơi quanh trường, chụp mấy kiểu ảnh làm kỷ niệm và không ngờ gặp tôi nơi đây. Ông hỏi tôi về gia đình, về tài chính học tập. Tôi kể sơ về hoàn cảnh của mình và cười, chỉ bộ đồ nghề sửa xe, bảo là nhà tài trợ tài chính cho tôi suốt 4 năm đại học. Ông cười, trong nụ cười chứa đầy thông cảm. Cuối buổi ông hỏi tôi là có khi nào nghĩ đến du học nước ngoài không? Tôi lắc đầu bảo là tôi sống được để học là nhờ cái gara này thì lấy tiền đâu mà mơ ra nước ngoài. Chỉ mong học xong có được việc làm là mừng lắm rồi. Ông chia tay tôi bằng nụ cười với ngón tay number one cùng với một lời khen good. Một tháng sau, một người bạn học báo là tôi có thư từ nước ngoài. Tôi mừng phát run, chạy lên văn phòng khoa, cứ nghĩ là ba tôi ở một nơi nào đó gửi về. Nhưng khi nhận thư, xem lại là thư ngài Hus gửi cho tôi. Tôi đọc thư Dr. Hus, kể rằng đã đọc qua học bạ của tôi. Về nước, ông đã trao đổi với Viện Công nghệ danh tiếng của Thụy Sĩ là ETH Zurich, và xin cho tôi được một suất học bổng toàn phần để làm luận án master sau khi tôi tốt nghiệp đại học. Kèm theo thư là các tài liệu giới thiệu về trường ETH Zurich cùng với các mẫu đơn và bản hướng dẫn về hồ sơ xin học bổng. Dù không phải thư của ba, nhưng tôi mừng khôn xiết. Úp lá thư ngài Hus vào ngực, tôi nhắm mắt cho cơn mơ vượt khỏi dải đất hình chữ S bay đến tận trời Âu. Tôi tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, theo hướng dẫn, tôi làm đơn và gửi cho viện ETH Zurich rồi chờ đợi. Một tháng, hai tháng, tôi đợi thư trả lời từ Thụy Sĩ, nhưng đến tháng thứ ba thì hy vọng trong tôi tắt lịm. Tôi lại quay về thực tại là mơ ước được một chân nhân viên quèn ở bất kỳ công ty nào để có việc làm. Trong cơn tuyệt vọng thì ngài Hus như từ trên trời rơi xuống, ngài quay lại Việt Nam tìm tôi vì tin chắc có chuyện không hay nào đó xảy ra với tôi vì ngài đã liên hệ với viện ETH Zurich. Họ báo rằng đã gửi thư chấp nhận đến 2 lần nhưng không thấy tôi liên hệ lại. Khóa học mới đã học được 1 tháng nhưng không có tên tôi nên ông quyết định sang Việt Nam tìm tôi. Khi biết tôi chưa nhận được bất kỳ thư nào, ông đã hiểu ra. Ông cầm tay tôi động viên. Đừng từ bỏ hy vọng anh bạn trẻ, tôi sẽ làm hết sức mình. Ông chia tay tôi, bay ra làm việc và nhờ Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Hà Nội can thiệp. Chưa đến 1 tuần, 2 thư chấp nhận của viện ETH Zurich gửi các tháng trước đã đến được với tôi. Nửa tháng sau, tôi giả từ mẹ và chị bay qua châu Âu bằng vé máy bay do ngài Hus tài trợ. Năm sau, tôi đã xong luận án master rồi được luôn học bổng toàn phần để lấy bằng tiến sĩ về kinh tế tại viện ETH Zurich danh giá. Thời gian học tập tôi luôn được sự giúp đỡ chân tình của Dr. Hus. Ông là ân nhân, là bạn và là đối tác của tôi sau này. Ngày nhận bằng tiến sĩ, tôi không có mẹ bên cạnh để tri ân, nhưng tôi được hân hạnh có ngài Hus thay mẹ trong buổi vinh dự trao bằng. Ngài rất tự hào về tôi. Hôm sau, một tờ báo Thụy Sĩ với tít From a bicycle prepared student to a doctor of the prestigious university, có nghĩa là từ một sinh viên sửa xe đạp
tiếng đến tiến sĩ của một đại học danh tiếng. Bài báo với hình tôi ngồi sửa xe mà Dr. Hooks chụp năm xưa cùng với hình ảnh tôi tươi cười nhận bằng tiến sĩ hôm qua chiếm hẳn một trang báo. Thì ra bài của Dr. Hooks viết về tôi. Từ bài báo này cùng với lời giới thiệu của Dr. Hooks mà Viện Nghiên cứu Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á, Thụy Sĩ gọi tắt là IESSAS mời tôi về làm việc. Một năm sau, IESSAS mở văn phòng đại diện tại Việt Nam, ngay trên thành phố quê tôi. Tôi được cơ hội trở về với quê hương cùng mẹ, cùng chị. Tôi trở thành cầu nối giữa Việt Nam, Thụy Sĩ về quan hệ kinh tế. Các nhà đầu tư Thụy Sĩ qua giới thiệu của tôi đã đầu tư rất nhiều dự án tại Việt Nam, đặc biệt là tại thành phố nơi tôi sống. Trường Đại học Kinh tế, nơi tôi từng học, qua mối quan hệ với Dr. Hooks, tôi đã tìm được nhiều suất học bổng sau đại học cho các khóa sinh viên sau này. Trên Facebook cá nhân, tôi đặt ảnh ba tôi làm avatar và hình nền là ảnh tôi ngồi sửa xe năm xưa mà Dr. Hooks chụp tặng tôi. Thỉnh thoảng mở Facebook, tôi lại được nhìn ba tôi cười, nhìn chân dung thời trai trẻ trong bộ quân phục lính dù mà tôi thầm ngưỡng mộ. Cảm ơn ba, cuộc đời này con luôn tự hào được là con trai của ba. Tôi nhìn hình nền để được nhắc nhở rằng, dù hôm nay tôi có là tiến sĩ danh giá, thì quá khứ năm xưa tôi đã từng là một cậu sinh viên sửa xe đạp để tự nuôi mình. Một đêm, nghe Messenger báo tin nhắn, tôi tỉnh thức, nhìn màn hình điện thoại, có ai đó nhắn cho tôi. Xin chào. Tôi nhắn lại, xin chào. Nhìn nickname là John Lê, tôi đoán là một Việt Kiều. Người đó nhắn tiếp, xin lỗi, cháu có phải là con trai của Đại úy Giang, Hoàng Thanh Giang không? Tôi bật dậy, tim dồn dập. Tôi nhìn avatar của người đang chat. Đó là người đàn ông ở tuổi 70, trong quân phục lính dù, mũ đỏ giống quân phục ba tôi. Tôi đáp, dạ thưa, đúng rồi, con là con trai của ba Giang. Bác biết ba con à? Bác là Trung úy tá, Lê Văn Tá là đại đội phó của ba con. Tôi mừng rơn mà tim đập thình thịch. Vậy bác có biết tin tức gì về ba con không? Bác không đáp mà hỏi lại. Ủa, vậy từ đó đến nay con không có tin tức gì về ba hả? Dạ không, con và mẹ không biết ba còn hay mất. Một lát lâu bác nhắn lại, ba con mất rồi. Dẫu biết câu trả lời sẽ không chút hy vọng, nhưng lời chát của bác làm tôi không khỏi bàng hoàng. Ba con mất ở đâu, khi nào, bác biết không? Ba con mất trên cầu Sài Gòn, vào buổi sáng 30 tháng 4, 1975. Rồi bác kể, sáng hôm đó đại đội ba tôi chỉ còn hơn 10 người vì bị truy kích nên phải rút về cố thủ trên cầu Sài Gòn. Cuộc giao tranh ác liệt vẫn chưa dừng lại, quân số và súng đạn không thể đối chọi với quân giải phóng, phải rút tiếp thôi. Ba tôi cùng hai đồng đội bò lên phía trước, để toán còn lại phía sau có cơ hội thoát lui. Khi Trung úy tá cùng các chiến hữu về được bên trong cầu Sài Gòn thì hỏa lực đã nổ tung, khiến thân xác ba tôi cùng hai chiến hữu của ông bị hất tung lên rồi rớt xuống sông. Khi Trung úy tá rút về đến ngã tư Hàng Xanh thì trên loa truyền thanh, Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng và yêu cầu các lực lượng quân đội Việt Nam Cộng Hòa bỏ súng. Tôi ngồi úp mặt vào lòng bàn tay, tưởng tượng lại giây phút chiến đấu không cân sức nhưng bi hùng của ba tôi năm ấy trên cầu Sài Gòn mà nước mắt giàn giụa. Bình tâm lại, tôi gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ tôi nghe máy khi nghe tôi báo là đã có tin tức của ba. Câu đầu tiên mẹ hỏi là, ba con giờ ở đâu rồi? Tôi ngậm ngùi kể lại nội dung vừa chat với bác tá. Mẹ tôi im lặng nghe tôi kể. Khi tôi nghe mẹ nấc lên trong điện thoại là mẹ tắt máy. Ngày hôm sau mẹ điện thoại bảo tôi đưa mẹ vào cầu Sài Gòn được không? Tôi bảo được. Chiều hôm sau, theo chuyến bay, mẹ, chị và tôi vào Tân Sơn Nhất rồi đón taxi đến cầu Sài Gòn.
Chúng tôi đi bộ dọc theo thành cầu mà mường tượng trận đánh cuối cùng năm xưa. Cầu Sài Gòn người xe như mắc cưỡi, dưới cầu sông Sài Gòn lượn lờ mang những mảng lục bình trôi về biển. Trong dòng nước bao la ấy, thân xác, thịt da ba tôi cùng với bao người của hai chiến tuyến và những người dân vô tội năm xưa, bao năm nay đã bị rửa trôi về cùng biển mặn. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn ở lại với bao người, trong đó có gia đình tôi. Mẹ thẫn thờ nhìn những mảng lục bình trôi xuôi như cố tìm hình dáng ba tôi trong ấy. Qua đến bên kia cầu, tìm được nơi có đất, tôi thắp bó hương rồi trao nửa bó cho mẹ. Nửa còn lại chị em tôi chia ra cắm xung quanh. Mẹ tôi quỳ hướng về sông lâm râm khấn. Chắc trên trời ba tôi đã hiểu nỗi đau trong lời khấn của mẹ. Bà đã đi gần nửa thế kỷ trong thân phận người vọng phu. Mẹ tôi cắm phần hương trên mộ cát gần đó để mặc cho làn khói bay xa. Tôi mong sao làn khói kia cuốn bớt nỗi đau trong lòng mẹ. Hương tàn hơn nữa, tôi bảo mẹ, thôi mình về đi mẹ. Mẹ không quay lại, giọng buồn buồn. Hãy để hương cháy thêm lát nữa đi con. Hai chị em tôi lặng im, chắp tay đứng sau lưng mẹ. Cứ để mẹ thì thầm từ tận đáy lòng với ba tôi trong cõi hư vô. Nén hương cháy hết, tắt hẳn, mẹ mới quay lại gật đầu. Mình về thôi các con. Vậy là gia đình tôi chọn ngày 30 tháng 4 là ngày giỗ ba tôi. Hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của ba, gia đình cũng vừa nhận được tin vui là bác tá, chiến hữu của ba cũng về dự giỗ. Bác bảo rằng đây là lần đầu tiên về Việt Nam kể từ ngày bác định cư ở Mỹ. Trước khi đáp chuyến bay tiếp theo về thăm gia đình tôi, bác sẽ đến cầu Sài Gòn thắp hương tưởng niệm ba tôi cùng đồng đội bỏ mình ngày đó. Hy vọng cuộc tương phùng này qua bác, gia đình tôi sẽ biết thật nhiều về đời binh nghiệp của ba, đặc biệt là trong những ngày cuối của cuộc chiến. Sáng nay tôi dậy sớm, sửa sang và dâng hoa bàn thờ ba trước khi đi dự buổi lễ kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước do Ủy ban Nhân dân thành phố mời. Vì tính chất trong quan hệ đối ngoại giữa cơ quan đại diện viện nghiên cứu với cấp chính quyền sở tại mà tôi không thể không dự. Buổi lễ diễn ra hết sức hoành tráng, trước khi vị chủ tịch đọc diễn văn là các màn trình diễn múa vui văn nghệ. Các bài ca đi cùng các vũ điệu tái hiện những giây phút hào hùng của ngày chiến thắng năm xưa. Vị chủ tịch lên đọc diễn văn kỷ niệm ngày chiến thắng. Các điệp khúc Mỹ Cúp, Ngụy Nhào, chiến thắng vinh quang dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng gần nửa thế kỷ được lặp lại trong giọng đọc đầy tự hào của vị chủ tịch. Trước khi kết thúc buổi lễ, dàn đồng ca lên sân khấu hát vang bài như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Tôi quay lại, chỉ có quan khách ngoại giao nước ngoài, kể cả tôi là còn ngồi, hầu hết hội trường đều đứng dậy hát theo trong nhịp vỗ tay tự hào. Khi người dẫn chương trình tuyên bố bế mạc, tôi đứng dậy, vị chủ tịch thành phố tiến đến tươi cười bắt tay tôi. Ông cảm ơn tôi vì đã tham dự cùng với lời mời trân trọng. Hôm nay là kỷ niệm ngày chiến thắng, ủy ban có tổ chức buổi tiệc trưa long trọng, xin mời anh đến dự. Tôi cười đáp lại, rất cảm ơn lời mời của anh, nhưng trưa nay tôi không thể. Anh bận việc gì à? Vị chủ tịch hỏi lại. Tôi rời bàn tay ông còn đang nắm chặt trả lời. À, hôm nay là ngày giỗ ba tôi. Tác phẩm Ngày giỗ của ba tôi xin được phép dừng lại ở đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 6 giờ sáng trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.